Clip tai nạn bay người mùng 3 Tết, mảnh vỡ xe văng tứ tung, 36 giây đầy ám ảnh. Video ghi lại một vụ tai nạn ở ngã tư không có đèn giao thông vừa được chia sẻ khiến không ít người rùng mình. Thông tin trên camera giám sát nhà dân cho thấy thời điểm tai nạn là giữa trưa mùng 3 Tết Giáp Thìn. Theo đó, tại ngã tư này, đường khá vắng vẻ, mật độ xe cộ thư thớt, nhưng có thể thấy các xe di chuyển với tốc độ khá nhanh. Góc đường này không có đèn hiệu giao thông, nhưng chỉ một số xe chủ động giảm tốc khi đi qua ngã tư, còn lại lao đi khá tự tin. Một chiếc ô tô lao từ góc đường bên phải ra ngã tư với tốc độ khá nhanh, không có biểu hiện giảm tốc. Bất ngờ một xe máy lao vun vút từ phía giao lộ cũng tới, tông thẳng vào đầu ô tô. Cú va chạm bất ngờ khiến hai người trên xe máy nảy lên không trung rồi đập người xuống đất, nằm im bất động. Các mảnh vỡ của xe máy văng tứ tung, ô tô cũng bị mất lái, lao thẳng vào nhà dân ở góc đường. Không rõ hai người trên xe máy có đội mũ bảo hiểm hay không, tình hình thương vong cụ thể ra sao, chỉ biết sau va chạm, họ nằm im bất động trên đường. Người dân chứng kiến vụ tai nạn cũng thất kinh, sững sờ đứng nhìn. 36 giây đầy ám ảnh của vụ tai nạn đã cảnh báo đến nhiều người, cần hết sức cẩn trọng khi lưu thông trên đường, không nên chủ quan đường vắng mà lơ là quan sát. Ngọc Trinh hiếm hoi nhắc về biến cố lớn nhất trong cuộc sống đời tư. Sau khi bắt đầu thực hiện mức án treo trong một năm tới, Ngọc Trinh đã trở về nhà riêng và bắt đầu hoạt động ở trên mạng xã hội. Trong dịp Tết năm nay, nữ người mẫu dành nhiều thời gian quan tâm đến gia đình, các cháu nhỏ và con gái nuôi. Trên trang cá nhân, cô thường đăng tải những khoảnh khắc quây quần, sum họp bên những người thân thiết. Cách đây không lâu, Ngọc Trinh đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc bản thân đứng trên bục khai báo trong phiên tòa xét xử diễn ra vào ngày 2 tháng 2. Khi nhìn lại đoạn video này, người đẹp chia sẻ thêm, cảm ơn biến cố lần này. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ, người hâm mộ đều hy vọng nữ người mẫu sẽ nghiêm túc chấp hành mức án phạt trong thời gian sắp tới. Tại thời điểm khi mới được trả tự do, cô đã tâm sự với đông đảo khán giả ở trên tài khoản cá nhân. Từ giờ trở đi, Trinh sẽ cố gắng không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Trinh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xây dựng hình ảnh lành mạnh, góp phần mang đến những điều tích cực cho xã hội. Ngọc Trinh còn cho biết bản thân cô và công ty đang tất bật thực hiện chuyến đi thiện nguyện tại Trà Vinh, còn dang dở từ năm ngoái. Trinh và công ty đã lên kế hoạch gấp rút cho chuyến đi này qua Tết. Trinh hứa sẽ cố gắng hết sức để có mặt ngay sau Tết, sớm nhất có thể. Mong bà con thông cảm cho Trinh trong hoàn cảnh này. Bà mẹ 8 con kiện chồng đòi bồi thường gần 700 tỷ đồng sau khi phát hiện anh ta đã có vợ. Vụ việc về một người phụ nữ 33 tuổi ở Trung Quốc kiện chồng cũ 61 tuổi, người mà cô có chung 8 đứa con, đòi số tiền chu cấp 200 triệu nhân dân tệ, hơn 693 tỷ đồng, đang được cộng đồng mạng nước này quan tâm. Trước khi biết người đầu gối tay ấp với mình gần 10 năm đã có vợ, người phụ nữ đến từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã cùng anh xây dựng gia đình, có 5 con trai và 3 con gái, Star Video đưa tin. Được biết, bà mẹ 8 con này xuất thân từ gia đình giàu có, gặp người yêu trên mạng khi cô 23 tuổi. Mặc dù anh đã nói dối về công việc và thu nhập, nhưng cô vẫn quyết định bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với đối phương. Trong video phỏng vấn, bà mẹ đưa ra một giấy chứng nhận, không rõ giá trị pháp lý, nói rằng cả hai kết hôn vào năm 2015, sau đó cùng nhau thề non hẹn biển, xây dựng gia đình nhỏ có 10 đứa con. Sau đó, cô xuất trình giấy khai sinh cho thấy những đứa trẻ đều được sinh ra ở Mỹ bởi một người mẹ đẻ thuê. Người phụ nữ ước tính họ đã chi hơn 10 triệu nhân dân tệ, hơn 34,6 tỷ đồng để có 5 con trai và 3 con gái. Tuy nhiên, cuộc sống trong mơ đã tan vỡ vào năm ngoái 2023 khi phát hiện người đàn ông mà cô thường gọi là chồng đã chuyển đi sống nước ngoài, đang kiện cô để lấy lại tất cả tài sản đã cho cô. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi bà mẹ 8 con này biết tin anh đã có vợ khác. Quá tức giận, cô đã bỏ đi, để lại 8 đứa con cho anh lo một thời gian. Cô kiện chồng cũ và gia đình anh ta để được cấp dưỡng nuôi con khoảng 200.000 nhân dân tệ, hơn 693 triệu đồng mỗi tháng, vì cô không đủ khả năng nuôi bọn trẻ. Gia đình anh trả lời rằng họ có thể nuôi các con nếu cô đồng ý, nếu không họ sẽ tìm đến biện pháp pháp lý. Người phụ nữ nói, tôi không thể giao con mình cho anh ta. Sau đó, cô tố cáo anh ta ngoại tình và yêu cầu bồi thường 200 triệu nhân dân tệ, hơn 693 tỷ đồng. Vụ án được đưa ra xét xử vào tháng 10 năm 2023 và đang chờ quyết định cuối cùng. Xót ruột cảnh con gái quỳ gối khóc lóc gọi bố về qua camera và cái kết cảm lành phía sau.
con gái và cha luôn có một mối liên hệ tình cảm đặc biệt sâu sắc. Ông bố nào cũng thích chiều chuộng yêu thương cô công chúa nhỏ của mình. Chỉ cần bé tuổi thân là khóc xíu thôi là bố liền xót ruột không chịu nổi. Biết chồng cưng chiều con gái, các chị vợ nhiều khi phải nhờ đến át chủ bài là cô con gái rượu này để khiến các đức lang quân mãi nhậu về nhà sớm. Được biết ông bố trong đoạn clip đi nhậu đến khuya vẫn chưa về nhà. Ở nhà bé gái khoảng 4 tuổi, mặc chiếc váy xinh xắn màu vàng, vừa khóc thút thít vừa bước ra khỏi phòng khách. Bé gái trèo lên bàn uống nước giữa phòng, quỳ gối nghiêm chỉnh, hướng mặt về chiếc camera an ninh và bắt đầu gọi bố về. Cô bé sụt sùi nói: "Bố ơi, bố về đi, con ở nhà một mình, mẹ đi chưa về, bố không về à?" Lời nói vừa dứt, bé gái đưa tay lên lau hai hàng nước mắt đang chảy trên mặt. Khoảnh khắc này khiến bố ở ngoài quán nhậu ngồi xem camera liền sốt ruột thương con, lập tức muốn đứng dậy ra về, không nỡ để con bé ở nhà một mình. Tuy nhiên, ngay lúc định rời khỏi bàn nhậu thì ông bố xem được diễn biến không ngờ phía sau. Cụ thể khi vừa khóc lóc tỉ tê đòi bố về, cô bé liền quay mặt về nơi góc khuất camera và nói: "Mẹ ơi, con diễn thế được chưa?" Câu hỏi khiến người mẹ giật mình từ trong hậu trường lao ra bế bé gái chạy về phòng. Vào quay xe vào phút chót khiến không chỉ ông bố mà ngay cả cộng đồng mạng xem xong cũng vô cùng bất ngờ. Hóa ra màn diễn đắt giá cô con gái nhỏ gọi bố về là do chính vợ của anh làm tổng đạo diễn. Rất nhiều bình luận hài hước được người xem để lại clip. Tưởng cảm động, hóa ra là cảm lạnh. Vai diễn thành công ngoài mong đợi, xem mà cười đau hết cả ruột. Chiêu này phải áp dụng ngay cho ông xã nhà mình. Kinh hoàng clip ăn buffet như ăn cướp của du khách Trung Quốc. Cảnh tượng muối mặt này được ghi lại tại một buổi ăn buffet miễn phí có du khách Trung Quốc tham gia tại một nhà hàng ở Thái Lan và được trang báo điện tử Shanghai East vừa phản ánh vào ngày 18 tháng 3 vừa qua. Từ đoạn clip dài 30 giây, có thể thấy rõ những hành động vơ vét thức ăn như ăn cướp của những thực khách nhìn rất lịch sự, bảnh bao. Chỉ 9 tiếng sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhận được hơn 5.000 lượt chia sẻ và hơn 3.200 bình luận. Không cần phải nói cũng biết cư dân mạng nhận xét như thế nào về hình ảnh trong đoạn clip. Thật kinh tởm khi thấy hành vi này, đây là thứ tất yếu sẽ xảy ra khi những người làm bố mẹ không dạy cho con cái họ những cách ứng xử cơ bản trong cuộc sống và khi họ lớn lên, thật không còn từ ngữ nào có thể mô tả. Một cư dân mạng bày tỏ quan điểm cá nhân. Một người khác mỉa mai, những người Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông vẫn đang sống trong nỗi sợ thiếu cái ăn và họ hoàn toàn phớt lờ những quy tắc và luật lệ. Sự thiếu kiên nhẫn, tham lam và liều lĩnh chính là di sản của tất cả những kẻ bạo ngược. Trong khi đó, một người khác chụp lại một bức ảnh cho thấy sự thừa mứa thức ăn trên bàn ăn của những người này và nhắn nhủ: "Gửi những vị khách Trung Quốc, tôi không quan tâm liệu các bạn có đói lắm hay không, nhưng tôi không hiểu tại sao các bạn lại bỏ phí nhiều thức ăn như thế này." Phát hiện thi thể nghi là cô gái mất tích ngày 29 tháng Chạp. Chiều 13 tháng 2, tức mùng 4 Tết, Công an thành phố Thủ Đức đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự BC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ thi thể cô gái được phát hiện trong khu công nghệ cao. Một nguồn tin cho hay, nghi vấn thi thể cô gái trên là chị Vi Thị Thống, sinh năm 1999, ngụ tỉnh Đồng Nai, mất tích từ ngày 8 tháng 2, tức 29 tháng Chạp. Khu vực nơi phát hiện thi thể là cung đường vắng, nằm trong khu công nghệ cao, thành phố Thủ Đức, cách nhà trọ cô gái ở khoảng 4 km. Hiện công an đang phong tỏa tuyến đường này để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường. Tại nhà trọ của cô gái ở đường Quang Trung, khu phố 5, đường Tăng Nhân, Phú B, một tổ công tác khác đang phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, ngày 8 tháng 2, chị Thống tan ca ở công ty trách nhiệm hữu hạn Coat Phong Phú, phường Tăng Nhân, Phú B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì quay về phòng trọ. Tại đây, chị Thống có nhắn tin với người thân, thông báo là chuẩn bị về quê ăn Tết. Người thân của chị chờ hoài mà không thấy chị về. Sau đó, người thân liên lạc qua điện thoại nhưng không được nên đi tìm kiếm và không có kết quả. Chị gái nạn nhân cho biết, 6 ngày trôi qua, gia đình đi tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa thấy chị Thống. Sau khi đến căn phòng trọ, gia đình nhờ công an trích xuất camera phát hiện Thống tan ca trở về nhà vào lúc 6 giờ 16 ngày 29 Tết. Tuy nhiên, theo dõi camera, không thấy Thống ra khỏi khu vực trọ. Người chị gái cho biết thêm, em gái chị mất tích rất bí ẩn. Khu trọ chỉ có một lối ra duy nhất. Camera chỉ quay được chị Thống về phòng trọ nhưng không thấy đi ra. Trước lúc mất tích, chị Thống liên lạc với gia đình và không có dấu hiệu gì bất thường. Trước đó, nạn nhân ở chung nhà trọ với người yêu là anh Thanh, nhưng người này đã về quê ở tỉnh Phú Yên cách đây một tháng.
Sáng ngày 9 tháng 2, anh Thanh có gọi báo cho người nhà chị Thông biết là đã nhờ người đến phòng trọ tìm, nhưng cửa phòng khóa từ bên ngoài. Ngồi ăn cỗ ngon lành, cô gái mới phát hiện mình đi nhầm tiệc cưới. Mới đây ở thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc, một hôn lễ diễn ra tưng bừng với sự có mặt của quan viên hai họ. Chú rể lịch lãm trong bộ vest đen, áo sơ mi trắng thắt nơ, cô dâu xinh đẹp trong bộ đồ đỏ thắm thể hiện rõ sự vui mừng. Cặp đôi nắm tay nhau bước bên lễ đường thể hiện tình cảm ngọt ngào. Sau nghi thức, cả hai tiến tới bàn mừng để mời rượu quan khách. Tuy nhiên, khi cô dâu chú rể tiến tới gần bàn của một vị khách trẻ, cô gái này đã hết sức kinh ngạc vì đang dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc trong đám cưới. Cô gái đã phóng to hình và nhận ra cô dâu chú rể là người mình không hề quen biết. Mặc dù lúc đầu bước vào đám cưới, cô gái này đã ngờ ngợ vì không tìm thấy người quen. Tuy nhiên, vì cô dâu chú rể đứng quá xa nên cô không nhìn rõ mặt họ. Sau khi nhìn thấy dung mạo của cô dâu chú rể, cô liền mở thiệp mời ra để kiểm chứng, thì tá hỏa phát hiện mình đã đến nhầm tiệc cưới. Đám cưới mà cô dâu được mời cũng vào cùng ngày này nhưng của tháng sau. Vì cô dâu chú rể không phải là bạn bè thân thiết nên cô đã không xem kỹ càng ngày cưới. Nhưng vì đã trót gửi tiền mừng nên cô gái quyết định ở lại ăn tiếp tục bữa cỗ. Bởi nếu cô rời đi lúc đó thì sẽ cũng vô cùng ngại với quan khách. Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút được sự chú ý của nhiều người. Trong khi một số người cho rằng cô gái thật sự không biết ngại khi ở đám cưới người không quen, ăn cỗ nhiệt tình, một số người lại ủng hộ hành động của cô gái, cho rằng đó là một cách làm khá dễ thương vì dù sao cũng đã gửi tiền mừng. Tiền mừng cũng đã gửi rồi thì phải ở lại, ăn có vốn chứ. Quyết định của chị gái là hoàn toàn đúng đắn, là tôi thì tôi cũng làm như vậy thôi. Nếu là tôi thì tôi sẽ đi khỏi ngay lập tức, còn mặt mũi gì nữa mà ở lại. Nếu có ai phát hiện ra thì nhục nhã hết biết, cư dân mạng để lại bình luận. Trường học gỡ gương trong toilet vì học sinh nghiện quay TikTok. Hệ thống trường Alamance Burlington, Mỹ vừa ra quyết định gỡ bỏ tất cả các gương trong toilet để học sinh không có lý do trốn vào đó quay TikTok. Trước đó, nhà trường nhiều lần bắt được học sinh chui vào toilet để quay TikTok, thậm chí một số học sinh còn bị bắt quả tang BWC tới 9 lần một ngày vì quá nghiện quay TikTok. Theo ông Atkins, nhân viên quan hệ công chúng của hệ thống trường Alamance Burlington, những chiếc gương này xuất hiện rất nhiều trong các video mà các học sinh bậc trung học quay rồi đăng lên TikTok. Nhà trường cũng triển khai hệ thống thẻ kỹ thuật số để học sinh đăng ký vào và ra khỏi lớp, cho phép nhà trường theo dõi thời gian học sinh ở bên ngoài lớp học. Ông Atkins cho biết, kể từ khi gương được loại bỏ, học sinh ít đi vệ sinh hơn và dành ít thời gian hơn trong đó, hơn đáng kể. Chúng tôi đang cố gắng giáo dục học sinh rằng tất cả chúng ta bây giờ đều có điện thoại di động và bạn phải học cách sử dụng chúng hợp lý, biết khi nào nên đặt chúng xuống, ông Atkins nói. Quyết định này của nhà trường vấp phải một số phản đối trái chiều vì gây ảnh hưởng tới các học sinh vô tội khác, không vi phạm nội quy. Theo viện nghiên cứu Pew, cứ 6 thanh niên ở Mỹ thì một người nói mình sử dụng TikTok và YouTube gần như mọi lúc. Chứng nghiện TikTok khiến cho rất nhiều học sinh giảm sự chú ý học tập mỗi ngày. Nhiều trường học khắp nước Mỹ cũng đang cố gắng tìm ra những cách hiệu quả để ngăn học sinh nghiện hoặc mất tập trung với TikTok. Quyết định này được nhà trường đưa ra chỉ vài tháng sau khi nhiều chuyên gia công nghệ Mỹ cảnh báo rằng Gen Z sẽ ngày càng nghiện và phụ thuộc vào TikTok. Cận cảnh trồng bay trên vải mùng của chàng trai 9X. Trong căn phòng nhỏ ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, chàng trai 9X Nguyễn Đức Tiến đang say sưa sáng tác những bức tranh sơn dầu. Khác với hình ảnh người họa sĩ vẽ sơn dầu trên vải canvas, anh Tín lại có một hướng đi mới, tranh vải mùng. Anh Tín tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Trong một lần tình cờ, anh nhìn thấy những tấm vải mùng vụn, từ đó anh suy nghĩ về việc vẽ tranh trên vải. Càng thử, anh càng say mê và không ngừng sáng tạo với chất liệu mới. Anh Tín căn chỉnh lớp vải mới, một bức tranh vải mùng hoàn thiện có từ 2 đến 3 lớp vải. Quá trình thực hiện một bức tranh có thể mất từ 1 đến 2 tháng. Đầu tiên là lên ý tưởng, phác thảo cho tranh, kế tiếp là nhuộm vải và vẽ tranh. Để tạo hiệu ứng cho bức tranh, mình sử dụng kỹ thuật vừa vẽ vừa chồng nhiều lớp vải, anh Tín cho hay. Một bức tranh trong giai đoạn hoàn thành của chàng họa sĩ 9X. Kỹ thuật chồng nhiều lớp vải lên nhau sẽ tạo hiệu ứng nhiều tầng màu, hình khối cho tranh. Chất liệu sơn dầu và màu acrylic được anh ứng dụng trong công việc vẽ tranh vải mùng. Bức tranh Bình An được anh Tín vẽ trong 2 tháng, bên trên là chuột múa rồng, bên dưới là 7 chú ngựa giấy.
Theo anh Tín, bức tranh mang ý nghĩa sự hòa hợp âm dương trong ngày Tết, mang thông điệp bình an cho mọi người. Trong thời gian tới, anh Tín dự định tổ chức một cuộc triển lãm tranh giới thiệu những tác phẩm của anh đến với những nhà sưu tầm, người hứng thú với tranh vải mùng. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.